chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Địa ốc tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, bất động sản nghỉ dưỡng vốn được xem là sản phẩm dành cho những người thành đạt khi vốn đầu tư lớn hơn nhiều so với một bất động sản nhà ở thông thường. Tuy nhiên, có một dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang thu hút sự quan tâm của khách hàng, đặc biệt là những người trẻ thành đạt thời gian gần đây, khi có mức giá tương đối dễ tiếp cận mà vẫn thỏa mãn được những tiêu chí nghỉ dưỡng nói chung của khách hàng. Chúng tôi muốn nhắc đến dự án Queen Pearl tại Mũi Né đang được phát triển bởi công ty phát triển bất động sản Danh Khôi Á Châu. Thưa quý vị, Vĩnh Phú đang có mặt tại khu vực chợ Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có chuyến hành trình đến với Mũi Né, nơi được mệnh danh là thủ đô của resort Việt Nam. Với sự đầu tư bài bản về cả hạ tầng và giao thông, thì Mũi Né đang dần trở thành một điểm nóng của bất động sản nghỉ dưỡng trong năm 2016 trên cả nước. Trong năm qua, hạ tầng giao thông Phan Thiết ghi nhận nhiều đột phá. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã đi vào hoạt động vào tháng 8 năm 2015. Sân bay Phan Thiết đã khởi công vào tháng 1 năm 2015. Nối tiếp tin vui, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết và Phan Thiết Nha Trang sẽ khởi công trong năm 2017. Việc đồng bộ hóa hệ thống cao tốc và sân bay giúp Phan Thiết thu hút thêm lượng lớn du khách đổ về từ mọi miền và quốc tế, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực du lịch và bất động sản. Thưa quý vị, Vĩnh Phú hiện tại đang có mặt trên đoạn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như trước đây chúng ta di chuyển đến Phan Thiết sẽ mất 5 giờ đồng hồ đi xe, thì bây giờ nhờ vào đoạn đường cao tốc này mọi thứ vô cùng dễ dàng, chỉ mất khoảng 3,5 giờ để đi từ chợ Bến Thành đến với Phan Thiết mà thôi. Và trong tương lai, khi mà đoạn đường cao tốc giữa Dầu Dây và Phan Thiết được hoàn thành, thì tất cả thời gian di chuyển của chúng ta sẽ được rút ngắn chỉ còn là 2,5 giờ đồng hồ. Vì đây là cây cầu Lê Hồng Phong, địa điểm trung tâm của thành phố Phan Thiết, và 9 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ đến ngay với nơi được mệnh danh là thủ phủ của resort Việt Nam, đó chính là Mũi Né. Theo thống kê của Sở Du lịch, trong năm 2015, khách nội địa đã tăng 5 lần so với 2014 nhờ đường cao tốc. Hiện Bình Thuận còn thiếu 10.000 phòng trong các đợt cao điểm. Điều đó là minh chứng rõ nhất cho vấn đề hạ tầng phát triển du lịch, gia tăng bất động sản. Như vậy, sau khi sân bay và tất cả tuyến cao tốc hoàn thành, du lịch và bất động sản Mũi Né sẽ có tốc độ phát triển vượt bậc là điều chắc chắn xảy ra. Thưa quý vị, tôi đang đứng tại cửa ngõ vào thủ phủ resort Mũi Né, và tại đây được xem là con đường đẹp nhất tại Phan Thiết với một hệ thống resort, nhà hàng và khách sạn cũng như là các địa điểm du lịch dày đặc. Và tại vị trí đắc địa này thì dự án nhà phố biển nghỉ dưỡng Queen Pearl đang được triển khai. Hơn thế nữa, với vị trí then chốt, Queen Pearl đang trở thành tầm ngắm của các nhà đầu tư bất động sản và kể cả các gia đình có nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng. Queen Pearl là dự án nhà phố biển nghỉ dưỡng với tổng diện tích 27 hectare, trải dài 700 m mặt tiền đường Nguyễn Thông, nằm ngay ngã ba đường Nguyễn Thông, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Nguyên Giáp. Từ sân bay và trung tâm thành phố Phan Thiết đều đi qua Queen Pearl để đến Mũi Né. Nhờ vào vị trí lý tưởng này, Queen Pearl đã mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong hoạt động kinh doanh du lịch. Các giá trị về bất động sản không ngừng gia tăng liên tục, được hình thành trên đồi cát có địa thế đẹp, đối diện biển. Queen Pearl là địa điểm lý tưởng để nghỉ dưỡng vào những dịp cuối tuần. Một địa điểm giải quyết được tất cả vấn đề vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng. Dự án Queen Pearl là một dự án có địa hình rất là đặc biệt, bởi vì nó nằm trên một địa hình dốc thoải. Tận dụng những cái lợi thế này, chúng tôi khai thác địa hình tự nhiên để tạo ra những cái ngôi nhà theo mô hình là ruộng bậc thang. Với cái thiết kế này thì toàn bộ các ngôi nhà trong dự án đều hướng ra biển. Hiện nay thì chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình nhằm đảm bảo hoàn thiện cái hạ tầng theo cam kết với khách hàng. Dự kiến đến quý tư năm 2017 chúng tôi giao nền cho khách hàng. Thưa quý vị, đây là nhà phố biển nghỉ dưỡng Queen Pearl. Tại đây thì chúng ta có thể nhìn về biển và không gian thì vô cùng rộng rãi và thoáng đãng. Theo thông tin từ chủ đầu tư, họ sẽ cải tạo toàn bộ khu vực này theo mô hình trụ bậc thang lệch tầng để đảm bảo hướng nhìn về biển cho tất cả các vị trí. Và một điều nữa đó là các tiện ích nội khu đang được gấp rút xây dựng để biến Queen Pearl trở thành một khu nghỉ dưỡng phố biển hàng đầu tại thành phố Phan Thiết. Queen Pearl được quy hoạch hoàn hảo với điểm nhấn là công viên Horizon Park rộng 2,3 hectare, có hơn 20 tiện ích, trung tâm thương mại trải dài 700 m mặt tiền, khách sạn 5 sao, phố Tây. Bên cạnh đó, sở hữu hồ bơi tràn 2.000 m2 nằm giữa lưng đồi, đài ngắm biển đầu tiên tại Phan Thiết là những thiết kế độc nhất và duy nhất chỉ có thể tìm thấy tại Queen Pearl. Hàng loạt dịch vụ spa, tắm bùn khoáng, phòng tập gym, sân tennis đang gấp rút xây dựng để đáp ứng tất cả yêu cầu của người dân nội khu. Because the location is very good, very nice area,
We win two spots of tourism. This is a gold in hand and it's a pearl. The development offers huge choice of facilities, commercial and easy access today and in the future. Chị cũng đầu tư một số các dự án rồi, thì mình quan tâm đó là cái dự án này nó gần biển. Với cái mô hình với cả những gì mà mình được nhìn thấy mà khi mà chủ đầu tư quảng cáo thì mình rất là thích, nó rất là tiện ích. Thế cho nên là mình nghĩ đây trong tương lai sẽ là một cái khu nghỉ dưỡng là rất tốt. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đến với chuyên mục thông tin mua bán bất động sản.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Địa ốc tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Một lần nữa thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.